khi mà đã hai người đã mặt trong như đã mặt ngoài còn e như vậy thì bao lâu sau hai người có nụ hôn đầu tiên? Cái này là một cái kỷ niệm buồn. Ôi rồi ôi, cả hai kẻ luôn. Cái nụ hôn đầu tiên thì nó diễn ra sau đấy khá là nhanh, khoảng 2 ngày sau cái hôm đầu tiên thì có một cái nụ hôn đầu tiên, nhưng mà nó là một cái sự cố rất là đáng tiếc và đến bây giờ vẫn rất là hối hận. Wow. Cái này thì thôi để cho bà xã chia sẻ. Mình là kiểu con gái nó cũng cổ. Truyền thống. Tại vì đây là người yêu đầu tiên. Nên là mình tưởng tượng là nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó như kiểu là hôn cái lên má hoặc hôn cái lên trán hoặc là nhẹ như thế này thôi, vào môi thôi. Nhưng đấy anh lại biểu diễn nụ hôn phát. Thật sự là sốc. Làm lố đấy. Làm lố. Là lúc đấy rất sốc. Hôm đấy thật sự là nổ điên. Ôi. Nổ điên và lúc đấy thì bắt đầu mình muốn tát cho cái con người đấy một cái. Điên hết cả người, đẩy hết ra, đẩy cái chai ra. Wow. Và mình đi bộ từ Hồ Tây về nhà mình Hà Nội. Ôi dồi ôi, anh có đuổi theo không? Chắc chắn rồi, anh cũng hoảng. Anh đi bộ rồi mình dắt đầu tiên thì đi xe máy đi theo em ơi có gì đấy anh, mình không biết là mình sai. Tại vì mình nếu mình đâu phải sai hôn bình thường, với mình đó là một cái nụ hôn rất là bình thường và mình thích hôn kiểu đó. Anh không hiểu là anh sai cái gì. Wow. Mình chỉ biết là tự nhiên lại bỏ về như thế, về đến tận nhà. Về nhà thì mình sau lần đấy là quyết định sẽ chia tay anh này, thấy wow. Không hợp với mình. Wow. Sau đấy mình tránh không gặp mặt nữa. Wow. Nụ hôn đầu tiên đã mang lại một cái kết quả không ai tưởng tượng được. Là mình cảm thấy rất là vô tội, mình bấu víu vào tất cả những cái gì mình có thể bấu. Thế thì may quá vẫn là cô chị họ này giải tỏa cho cái đấy, là dành một cái buổi phụ đạo về lớp dạy hôn các kiểu. Thì đoạn này mới hiểu thì ra đấy là hôn. Tức là lúc đó về sau mà mình nói là về sau về nằm mơ là thấy con rắn nó bò vào trong mồm, con rắn nó bò vào trong mồm. Tức là cảm giác với các anh bây giờ nghĩ là đấy là một cái gì đó nó rất là bệnh hoạn của một người biến thái. Còn với anh thì nó là một cái điều bình thường và rất là lãng mạn nữa. Lãng mạn, mình muốn kiểu pháp mà mình muốn làm cái gì nó cũng lãng mạn, nên là về sau vẫn là phải nhờ cái người chị họ đấy. Thế sau khi đã hiểu về các kiểu hôn đó thì chị có cảm thấy thương anh không, rằng là đã trách oan anh không? Không. Tức là mình trách là anh đã phá nát cái nụ hôn đầu đời của em. Em phải tưởng tượng nó phải nhẹ nhàng như nào chứ thật là kinh khủng ấy. Vậy thì bao nhiêu lâu sau đó hai anh chị mới làm chuyện ấy? Rồi một nụ hôn mà nó đã khó khăn đến thế rồi. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2005 là ngày cưới. Vậy là anh chị đã chờ cho đến khi 5 năm kết hôn mới chính thức là... Đúng là như vậy. Nghĩa là mình đã một lần như thế rồi thì mình không thể nào làm tiếp một cái hành động gì mà vợ mình lại nghĩ mình là phần bệnh hoạn. Wow. Bởi vì ngày mà mình cưới nhau ấy thì là mình cũng không biết gì mà, thì là mình có một cái tiệc độc thân trước khi cưới. Vâng. Thì bắt đầu là mời tất cả anh em bạn bè thân, lúc ấy khoảng hơn chục hàng. Làm như thế nào mà dạy ra. Là ngồi dậy hỏi cặn kẽ từng chút một, nào là phải mắt nhìn lên trần nhà, răng rắn nhẹ vào lưỡi cũng không nhớ, từng chút một, nghĩa là lúc mình hướng dẫn nhẹ vào lưỡi để giữ nó không được không la ra trận quá sớm. Cái loại đầu phải tưởng tượng với một cái gì nó khác chứ không được nhìn vào người. Wow, thế là anh chị đã cưới nhau về vào ngày Valentine phải không ạ? Vậy thì đêm hôm đó có làm chuyện nào? Chiều về ngay vào luôn. À, về ngay vào luôn. Đợi bao nhiêu lâu rồi? Đợi bao nhiêu lâu rồi? Đến buổi trưa về. Đấy gọi là luôn. Chiều tân hôn chứ phải đêm tân hôn. Chị cảm nhận như thế nào khi mà lần đầu tiên của cả hai người? Ồ lắm. Cái lần đầu tiên đấy cũng làm cho mình mơ ác mộng. Thực là cũng sợ. Không biết là sau bao lâu thì chị mới vượt qua được cái nỗi sợ đó và cảm thấy thoải mái hơn, cởi mở hơn với anh. Sau lần đấy thì bảo với chồng là chắc là mình không sinh con nuôi đâu, em sẽ đẻ em bé. Ủa, lúc nào thì là đi sinh con nuôi, không định đẻ. Tức là làm xong rồi. Sao chiều hôm đấy là chị đã quyết định là... Sau đấy 1-2 hôm. Thì bây giờ anh chị có thể chia sẻ với em là cuộc sống trong hôn nhân khác gì so với cuộc sống trước hôn nhân không? Giai đoạn mà sau khi vợ chồng anh cưới nhau, em có đứng một cái khủng hoảng rất là lớn. Là lúc đấy là cái kinh doanh đầu đời của anh nó bị hỏng. Là anh mất phương hướng, anh cứ ở nhà nhưng chơi không à, chơi game á. Vâng. Vợ anh thì đi làm kiếm tiền, xong rồi về nhà nấu cơm,
là làm hết việc nhà, nghĩa là anh chỉ có ngồi ôm một cái máy tính chơi game thôi. Là vợ thì ôm hết. Anh có một cái phải nói là có một cái may mắn, thì vì anh chịu đựng rất là tốt. Về sau này vợ anh mới nói chuyện với anh, đi xem thầy nói là đẻ đứa đầu tiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến anh, nó sẽ không tốt. Thế là cho nên là vợ anh chấp nhận cái giai đoạn mấy năm đấy của anh. Vợ thì cứ làm hết, đi làm vất vả lắm. Mình nhớ là hôm sau đi đẻ hôm trước vẫn đi làm. To đùng vẫn đi làm. Tất nhiên bây giờ thì mình rất là hối hận về cái giai đoạn thời gian đó. Nhưng mà ở ngay tại cái thời điểm đó thì mình thấy mình rất là bình thường. Rất là thành thói quen luôn. Thành một cái thói quen xấu rồi. Cái tình trạng đấy nó diễn ra bao nhiêu lâu ạ? Đến 2007. Tức là tính theo năm. 2 năm. 2006 đến 2007. Chị cứ tần tào chịu đựng và cảm thông cho anh suốt 2 năm như vậy. 12 năm. Sau một thời gian như thế thì mình cũng nói chuyện với chồng là bắt đầu nói chuyện với chồng hơn về công việc, về con cái này. Định hướng để là xem là hai vợ chồng lên như thế nào, tại vì không thể sống như thế này mãi được. Thì anh ấy ngay lúc đấy là rất là đồng ý với là đi làm. Và mình xin cho chồng mình vào công ty mình đang làm. Và vào cái thì chị giám đốc chị rất là ưng, thì chị cho lên chức giám đốc điều hành luôn. Wow. Gia đình anh thì nó có một cái dở như này, kinh tế bấp bênh suốt một giai đoạn đầu hôn nhân khá là dài, nghĩa là chị có công việc ổn định thì anh nghỉ làm, anh có một công việc tốt thì chị lại nghỉ làm. Cứ như vậy, tại vì lần lượt là để 3 đứa con mà. Rồi chăm các thứ. Thế là thành ra là vợ nghỉ thì hầu hết là ở cái giai đoạn sinh con như đấy. Thì cái giai đoạn đấy thì mình lại rất hiên ngang, dũng cảm, mình lao lên, mình kiếm các thứ. Sau đấy nó như một cái dớp nào đó thì mình lại lùi về hậu trường để mình làm những cái công việc khác, kể cả công việc hiện tại của anh. Viết chuyện hay là làm YouTube. Thì nó cũng là cái công việc để mà anh có thể quán xuyến được việc nhà. Nhưng bây giờ em rất muốn nghe từ phía cả hai bên. Mình hãy kể 3 tật xấu của đối phương. 3 á? Vâng. Nhiều khi là mình chưa muốn làm ngay một việc gì đấy. Cái việc đấy thì nó hoàn toàn là có thể gác lại một chút thời gian. Nhưng mà với vợ mình thì là anh làm đi, anh làm đi, anh làm. Nói thì khi mình đứng dậy mình làm thôi. Đấy là một cái rất là khó chịu. Thỉnh thoảng nó gây cho mình khó chịu. Thế nói chị thì sao? Mình rất là thấy nhiều tật xấu. Thứ nhất là lười. Thì luôn luôn là trì hoãn. Ví dụ như rồi em cứ để đấy đi, thì anh rửa bát ra, em cứ đi làm đi. Nhưng mà về bát đĩa vẫn nguyên, thậm chí là gối đầu bát đĩa luôn, từ sáng đến trưa và từ trưa đến chiều. Thế là lại cãi xưa, nhau. Ngày xưa. Lại cãi nhau. Nhưng mà cái tật xấu đấy đến bây giờ là anh đã cải thiện được rồi đúng không ạ? Vậy tính đến thời điểm này thì chị còn nhìn thấy anh còn thấy tật xấu gì mà nữa rất muốn nói. Khi mà khi yêu ấy thì có thể chờ 45 phút hết một cuộn băng để đợi chờ nhau đi chơi. Nhưng mà bây giờ đi vào siêu thị là em list ra những cái cần mua, nhưng mà anh không muốn em đi lượn lờ trong đấy lâu. Anh cho em đúng 5 phút, anh cho em 10 phút. Sao anh như mình giống nhau thế nhỉ? Cái kiểu đang ngồi dậy nó rất là khó chịu. Không phải đâu, bởi vì là bây giờ không phải mang cassette. Mà trong khi đấy mình là phụ nữ, mình biết có những cái mình dự định mua trong đầu từ ở nhà. Nhưng mà đến tự dưng mình thấy những cái đồ, tôi phát sinh ra cái này nhà mình chưa phải có hoặc là hết. Đúng không? Thôi mình mua thêm, đấy, chẳng hạn như thế. Và cái ở ngoài chồng ra là mặt mũi cau có, xong rồi khó chịu, xong rồi nhăn nhó, cằn nhằn. Vậy thì có thêm gì nữa không? Chỉ kể cho bọn em nghe. Hút thuốc. Nhiều. Thật sự. Bây giờ anh đã hút thuốc. Ôi. Mà mình không thích ngửi mùi thuốc lá. Nhưng bây giờ vẫn phải sống chung như thế đến tận bây giờ. Cái tật xấu ấy là chưa thể bỏ được mà gây áp lực rất nhiều lần. Sao anh không chuyển sang vape đi? Cả kiểu rồi em. Thôi cả kiểu rồi à? Anh có phải là người thử cái này xong nghiệp cái kia luôn. Cái tẩu rồi vết rồi thuốc lá điện tử, thuốc lá hút một lần thì nói chung các kiểu, các dân hút thuốc thì nó nhiều cái, nhưng mà đúng là cái đấy là mình thằng phách không thể được như thằng là nó không biết là những giây đã bao giờ có cái kiểu như là mình sẽ bỏ bằng được. Sau rồi ngày hôm sau mình lại thua nó, không bỏ được đúng không? Và bản thân của mình, em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi cây ra Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Và em gì? Đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn.
khoảng bao nhiêu, mình cứ cụ thể đi em, mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em một bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Ừ. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Ừ. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc làm, thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi, thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ừ. Rồi, từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Ừ. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình cũng muốn có người đồng hành. Ừ. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đi với ai? Em vào một mình em, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? À, cũng có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi? Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá cái gì. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình về gì nữa này. Ừ. Thì nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không. Chết do công việc thôi, để làm đi, làm đi, lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó khá hơn. Còn mà... đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ, 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi, bạn gái đi chơi thôi. Ừ.
mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà, còn giờ có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi thì mình về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ. Công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Ừ. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Thì mình giờ mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lẻ gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, những Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang dự em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Trung quen quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại cũng dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn, nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đồ. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. À, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái